Phóng viên SP hiện đang có mặt tại Viện Bảo tàng Lịch sử Canada tại thủ đô Ottawa để tham dự buổi gala đặc biệt kỷ niệm 30 năm của giải Nansen. Nansen là một giải thưởng cao quý của cao ủy Liên Hiệp Quốc đã trao tặng cho toàn dân Canada để đánh dấu sự đóng góp quan trọng và liên tục của họ trong việc giúp người tị nền Đông Nam Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Và bây giờ là một số hình ảnh thanh tâm mời quý vị theo dõi. Vào ngày Chủ nhật 5 tháng 6 năm 2016 tại Viện Bảo tàng lịch sử Canada đã diễn ra một buổi họp mặt với các thành viên của các cộng đồng Campuchia, Lao và Việt Nam và các bạn người dân ở đại do Liên hội người Việt Canada, Hội người Campuchia vùng Ottawa và Hội người Lào vùng Ottawa cùng với sự cộng tác của Viện Bảo tàng lịch sử và các hội đoàn đã giúp đỡ người tị nạn Đông Nam Á. Gala kỷ niệm này còn được gọi là sinh hoạt đặc biệt của những trái tim của tự do để kỷ niệm 30 năm người Canada được trao tặng giải Nansen. Sau nghi thức khai mạc, bà Lâm Tuyết đã đọc thông điệp từ Thủ tướng Justin Trudeau. Trong đó, ông đã nhắc lại từ năm 1979 cho đến năm 1981, hơn 50.000 người thuyền nhân gốc Việt đã được Canada cưu mang đồng thời đánh giá về sự quan trọng cũng như những thành tựu của Nansen đã tạo ra bước tiến đáng kể trong việc đưa ra một tiếng nói cho những người bị cưỡng bức di dời. Và Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng đã nói về sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Ottawa nói riêng và toàn Canada nói chung. Dạ thưa thì cộng đồng người chúng ta thì là phát triển rất mạnh và rất rất là đã gia nhập cái xã hội của Canada rất là tốt đẳng. Chúng ta đã phát triển rất nhiều và chúng ta cũng đã tham gia trong cái dòng tránh cũng có, chúng ta đã trở nên một số bác sĩ ở đâu mà nói tới bác sĩ là Montreal và Toronto là đông nhất. Và ở khắp nước Canada chúng ta đều thành công trên cái vấn đề lãnh sự trong vấn đề xã hội tôi do đó là sau 40 năm, 41 năm thì tôi nghĩ rằng là cộng đồng người Việt chúng ta đã phát triển rất nhiều. Những người Việt đầu tiên tại Canada là sinh viên học sinh du học từ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nhiều người Việt bắt đầu di cư đến Canada sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 với hàng nghìn người tị nạn từ miền Nam Việt Nam đã tránh chế độ Cộng sản. Từ con số 1.500 người vào cuối năm 1974, cộng đồng người Việt tại Canada đã tăng trưởng mạnh và đã lên đến 180.000 người vào năm 2006, trở thành một trong những cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất trên thế giới. Ngoài những vị khách mời danh dự như giáo sư tiến sĩ Howard Alderman, người sáng lập Operation Lifeline, Michael Morley, chủ tịch của CIHS, Barbara McDougall và ông Ron cựu bộ trưởng bộ di trú, ban tổ chức cũng thông báo việc bảo tàng lịch sử Canada gần đây đã quyết định sẽ ghi nhận những câu chuyện của những người từ nền Đông Nam Á và những hành động nhân đạo của người Canada trong phòng triển lãm mới mang tên lịch sử Canada. Phong triển lãm này sẽ khánh thành vào năm 2017 trong dịp sinh nhật 150 năm của Liên đoàn Gia Nã Đại. Qua các tiết mục văn nghệ sinh hoạt những trái tim của tự do cũng đề cao nét đa dạng của sự đóng góp về văn hóa của các cộng đồng Campuchia, Lào và Việt Nam tại vùng thủ đô. Ngày hôm nay là một cơ hội quan trọng để nhìn lại lịch sử của người tị nạn Đông Nam Á cũng như là những thử thách mà họ đã phải trải qua trên bước đường đi tìm tự do. Đồng thời cũng ghi nhận và tri ân những đóng góp của người Canada trong việc giúp đỡ cho những người tị nạn trong thập niên 70. Thanh tòng phóng viên SPTN, tường trình từ thủ đô Ottawa.